Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác quay trở lại với những thước phim tiếp theo trên kênh Thảo Mới Linh. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt ở trên kênh Thảo Mới Linh. Đó là em trai Thảo Mới Linh, đó là Mí Xá. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Đó các bác, ngày hôm nay là sẽ là lễ đính hôn giữa Mí Xá và Giàng Máy trong ngày hôm nay. Thì anh Lực cũng lên đây để ghi hình công tác chuẩn bị cho lễ thành hôn giữa hai đôi bạn trẻ này các bác. Ngày hôm nay thì ở bên phía đằng sau đây, các bác đầu bếp thì đang chế biến những thức ăn, những cái món đặc sản ở trên vùng cao. Ngày hôm nay Lực sẽ ghi hình cho các bác biết về trên vùng cao là có những món ăn ngon gì để cho các bác biết trên kênh. Đó, quay về ẩm thực ở trên vùng cao. Canh măng khô nha các bác nha. Hôm nay đại tiệc là 150 mâm. Đám cưới em trai Thảo Mỹ Linh nha các bác. Chào bạn nha các bác nha. Chào cô các bạn nha. Thế bạn quay một mình à? Quay nhỉ? Một mình rồi, nhục lắm. Đám cưới vùng cao các bạn. Đám cưới vùng cao, đại tiệc 150 mâm. Không, bọc cả tớ vào cũng được, cũng đủ chán hết tệ. Ui, cứng nhỉ. Một đấy. Xôi nha các bác nha. Xôi gạo vùng cao ấy. Rồi. Xôi trên vùng cao rất là ngon luôn. Các bác nào mà đã từng đến Hà Giang á thì sẽ biết được là đặc sản này ăn gì cũng ngon các bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chụp cho nó xem. Thơm quá. Ồ, khơ bác nha. Thịt lợn. Thịt nướng này. Thịt nướng. Con này. Thịt nướng bông nha các bác nha. Bên này vẫn còn đang nướng này nhá. Đang nướng. Thành hôn. Bố mày có để ý cái này không? Đấy. Cái này mới đặt nó làm thêm. Cái này à? Thì nó chỉ mà nhặt cưới chả có tên tuổi gì cả. Đi xem em luôn. Xem luôn. Ờ đây đừng mà bỏ cái bãi kia cho che mẹ cái khu vực vào cái tôi dương xuống. Ok. Vẫn vào nhé. Ok nè. Sao cậu ở đây? Xem là biết cho nhiều không?
Đỗ nha các bác nha. Ok. Không được, cắt đôi ra được. Đấy là gì, cắt đôi ra được. Thế mình lấy hai cái đập vào nhau. Đập bé nó đi, to quá. Mày cứ phang vào nhau, mày mạnh. Một cái tay mày đập vào xuống là nó vỡ. Mày lại còn làm thế, chẳng bớt ra là đấy, đập vào đấy. Con bé nó bây giờ chứ mình thấy con bé được con to thôi. À. Phải làm ăn gì, đợi nó chết. Mình lấy cái to nặng đánh nó mới khỏe chứ. Để cái bé thì đánh cái to thôi. Con bé khắc ấy không? Chắc thằng to à? Cơ nói tất là lá, không cần 1-2 lá, không cần nhiều thế này. Đấy, đập đúng không? Đúng không?
xem còn đứa nào ở đây đi. Cái là cả đó là được.